thế thì quân à, biết không trong cái cuộc nói chuyện trước đây á thì vân ừ. trang có chia sẻ là ông xã thì thích cái gì nó thẳng thớm đường thẳng còn em á, thích cái gì nó công công nó tròn tròn nó méo méo đó là rõ ràng là hai vợ chồng thích hai cái xu hướng khác nhau thế thì tại sao lại có thể hòa hợp được với nhau thật ra thì trang cũng không phải thích đường cong đâu ừ. mà là trang thích cái gì nó lộn xộn lắm <laughs> thì ngày xưa giống như mình học thì nó có cái khái niệm gọi là hình mẫu á à. tức là nó có thể cong hay nó có thể thẳng nhưng ừ. mà mình nó phải là một cái hình mẫu nhất định nào đó ừ. còn trang là theo cái trường phái gọi là phá cách rồi oh. tức là có được hình mẫu là không được ừ nhớ hoài cái lần đầu tiên cái lần đó là thật sự là hai vợ chồng xây cái cái spa hả ừ. thì lần đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được là ôi cha cái này gọi là dị nè chứ không phải là nghệ thuật nữa tức <laughs> là gì vậy? mình làm một cái hành lang để mà khách có thể đi từ cái chỗ này qua chỗ khác thì dĩ à. nhiên khi mình đứng thì nó phải thẳng như vậy đúng thì trang nó à, em chỉ thích cái hành lang nó nó méo qua như vậy nhưng mà một bên tường thẳng còn một bên cái tường nó phải méo vô nhanh thì mình mới ờ à, à, cái gu của em nó cũng lạ ghê tôi hiểu rồi trang là người làm nghệ thuật và luôn luôn thích sự sáng tạo dạ, Cho nên là trong cái xíu. suy nghĩ của bạn ấy là Đừng có làm cái gì giống cái gì người ta đã làm rồi Cái đó là cái mà chồng em hay la em nhất luôn á Tại sao em cứ muốn em phải khác người ta Em muốn gì hơn người ta vậy Bây Giờ bớt la rồi Vậy đó là Quân đã thích nghi với Trang Chứ không phải là Trang thích nghi với Quân không em nghĩ là cả hai đều đều đã nhường một bước ừ. để thích nghi với nhau ừ. bằng chứng là cái cái nhà mới nhất tụi em xây á thì mặc dù là ảnh ảnh cũng thích cái gì đó thẳng thớm nó ngay hàng thẳng lối nhưng mà ảnh tìm một cái đội thiết kế xong rồi đội thiết kế thiết kế ra cái nhà mang về cho em là đúng ý, ý em luôn á yeah, giống là như anh... là ảnh chui vô trong lòng em ảnh ở trong đó vậy đó, lúc uh, đó là cảm thấy anh... hài lòng dễ sợ luôn thì lúc đó là lấy nhau được bao nhiêu năm nữa Dạ yeah, lấy nhau được uh, 6 năm à Đấy, 6 dạ. năm thì phải hiểu vợ mình dạ. Còn cái thì, ngày đầu thì có thể là không hiểu Thì từ cái hình cái nhà, thiết kế cái nhà ừ. đó Thì em mới cảm thấy là em thương chồng em ghê Chồng em đã nhường nhịn em rất là nhiều thứ <laughs> Để có thể vẽ ra một cái nhà công công quẹo quẹo quá wow, trời đường cong của chồng cái nhà đó bây giờ nó có trở thành ở được điểm... không hả? <cười> <cười> nó có trở thành điểm tham quan của của mọi người không kiểu giống như ở mấy cái nhà vũng tàu của người ta hay mua vé vô không cũng không đến nỗi là à. tại thật ra là mình xây trong một cái khu đất là bắt buộc tất cả những cái nhà nó cũng phải giống giống nhau à, cho à. nên là mình chỉ được phá cách trong một cái khuôn khổ nhất định thôi à.